Nga Channel xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Đây là cái thùng hàng, cái thùng dép sữa của một bạn ở Hải Phòng đã gửi vô cho mình. Bây giờ là ông xã mình đang khui. Ồ, bạn này còn kỹ hơn cái bạn ở Phú Yên nữa. À, những cái đôi giày này là bạn ấy gửi đi sửa nè mọi người. Đó, bây giờ là khui ra từng bì. Đó, bạn đó là kỹ lưỡng này, làm ba bì, mỗi bì mỗi đôi này. Đó. Dán cái đế đây. Ở đây là dán con khui đây là tiếp. Một đôi. Về đây cũng còn xịn nè. Đây xịn mà. Chị hiểu không đó chứ? Đây này là dán cái đế này. Đây nó là chè bay luôn cái lớp vàng này rồi. Thấy hả? Dạ. Yeah. Lớp vàng này sẽ bay được. Chè cho nó bằng nha. Nó bằng với cái lớp bằng cái gót này. Đây. Pin của nó chứ đâu phải ai dán đâu. Ở đây đúng rồi. Mình tiếp tục khui đây. Để mở đây ra luôn rồi nghiên cứu. Trời, cái này chè hơi căng nè. Cái này là chè để rồi dán cái miếng xu vô đó mọi người. Bạn đã nói là nó bị ngang chỗ này. Anh có thể dán thêm vô xử lý một chút gì đó. Chỗ này đó hả? Dạ. Nó bị tiết. Đây toàn đây là những giày xịn không? Mình thấy giày xịn nè. Đó, giày êm mang sướng. Giày sắc xỉ. Đây giày bụi mà đúng không? Mang giờ dán lớp xu vô nữa là mang ok luôn. Ở Hải Phòng gửi vô nha mọi người. Bây giờ thì sẽ tiến hành đi chà ba đôi. Đó, ba đôi. Mình sẽ đem ra máy mình chà. Những đôi giày này để mình đem ra máy để mà chà. Chà bay cái lớp và răng răng. Chà cái này phải mạnh tay đúng không anh? Đó mọi người ha, khi mà chè mình chè phải cái tay phải mạnh rồi nó kỹ cái kỹ thuật của chè. Rồi mọi người ơi, sau khi đây những cái đôi giày này đã được dán rồi nè, dán nó ra nguyên mành, mình dán nguyên mành vậy luôn nè. Đó, mình chỉ cắt ra theo đủ cái chiều dài chiếc thôi, rồi mình cắt mình dán vô xong hết rồi nè. Đó, dán xong. Đây bây giờ thì ông xã của mình lại ngồi mới mài dao xong và bây giờ là đang cắt nó theo cái chiếc giày đúng không anh? Đó. Đó, ngồi cắt giày chút bo nữa hả? Cắt cái này đòi hỏi cái dao này là phải bằng dao bằng thép vậy đúng không? Bằng cái gì? Dao chuyên dụng cho anh. Dao chuyên dụng. Còn cái dao bình thường sao cắt được?
Vâng. Sau đây này, sau khi cắt xong này. Đó. Cắt xong. Đó, đẹp chưa? Nhưng mà chưa đẹp. Cái này anh vuốt luôn hả? Anh vuốt luôn. Trắng ra đẹp. Này dơ. Này, cái này thì nó bám rửa không sạch được đúng không? Rồi tới bước sủi đó, bây giờ thì ông xã của mình sau khi mà đã bo xong hết cái đường cạnh rồi nha mọi người, bo cho nó sắc sảo rồi đôi dép mà nó đẹp hơn này. Đó nhìn đôi giày chứ, đôi giày nó mới mẻ nhìn nó ok hơn, thấy đẹp quá, mình thấy thích. Bây giờ thì ông xã của mình lại ngồi để mà sủi những cái đường rãnh như vậy nè mọi người, mình đi nó sẽ không bị trơn và nó sướng, nó nói chung nó êm, nó giống như là mình sủi vậy, mình đi đôi lúc nó có cái sự đàn hồi á và nó không bị trơn nữa, thích lắm mọi người. Cho nên là những ai mà mua giày mới á thì không, ở mình thì mình dán cho những cô giáo, những cô giáo thầy giáo khi mua giày á, là thích dán cái này đi cho nó êm, đi trong công sở thì nó sẽ không có phát ra cái tiếng kêu cốc. Và cái đôi giày này thì mình dán đế xu ở dưới nè mọi người. Đó. Và giá một đôi là 100.000. Ai có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0363 564 582 và hoặc là nhắn tin qua Zalo cho Ngân nghe. Rồi mọi người có thể là trao đổi hỏi về vấn đề giày như thế nào, có dán được không thì mọi người liên hệ nha. Và những cái đôi giày là mình nhận dán từ khắp mọi miền đất nước, tại vì khi mọi người dán thì mọi người chịu cái tiền phí ship đi hai vòng, chứ nhà mình dán một đôi giày thì có 100.000 thôi nha mọi người. Đó. Đây là dán anh ở Hải Phòng, cái này là ông xã mình nhận ba đôi chắc cái anh ở Hải Phòng đó. Và ông xã mình đã sủi riêng đôi này là sủi cái khác anh ha. Và Lu theo ba hả con? Con theo ba để ăn xúc xích hả? Ừ, ăn xúc xích đó là sáng con mắt lên liền à, là mở con mắt lên coi liền à. Đó, ba mình đó. Sủi nó rất là nặng tay nha mọi người. Phải có, nói chung là mình phải có cái nghề và sự chịu khó và kỹ thuật làm, rồi mình học hỏi kinh nghiệm lần lần nữa, nó phải đầy đủ tất cả những yếu tố trên và kết hợp lại mình làm ra, mình sửa những đôi giày hoặc mình làm ra những đôi dép mình bán rồi đó thì nó sắc sảo và nó đẹp hơn. Và bây giờ thì Ngân Nga xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những video sau nha. Và mọi người cảm thấy hay thì hãy đăng ký kênh và bấm chuông, chia sẻ rộng rãi để mọi người cùng biết và sửa những đôi giày, đừng có bỏ uổng mà mang lỡ dở rồi nó mới có hư một xíu mọi người bỏ rất là tiếc. Bye bye mọi người nha, hẹn mọi người ở những